tối 25 tháng 10, trên Facebook chính thức của người mẫu Miết Nguyễn đăng tải đoạn thông tin tố bị bá tài Go Jin tấn công gây yêu quý tích. Theo đó, khoảng 17 giờ 50 cùng ngày, Miết Nguyễn đặt ứng dụng Go Jin từ đường Lý Thường Kiệt, quận 10 về cư xá Đô Thành. Sau đó, một bác tài tên Trờ chạy xe hộ số 59x139 đến đón. Trên đường đi, Miết Nguyễn nói đã bị bác tài tấn công gây yêu quý tích. Miết Nguyễn đăng tải hình ảnh vết yêu quý trên vùng trán sau khi bị bác tài tấn công. Vì gấp gáp rút chạy, em dân nhờ bác tài chạy nhanh, đi một đoạn đã bị bác tài đuổi xuống đường. Miết đạp xe khác thì bị bác tài hành hung, tấn công gây yêu quý tích, Miết Nguyễn chia sẻ trên trang cá nhân. Trong khi đó, bác tài chờ người bị tố tấn công người mẫu Miết Nguyễn xác nhận có sự việc, tuy nhiên, người này cho biết đã bị hành khách tấn công trước. Sau đó, bác tài đã đến trụ sở công an phường 14, quận 10 để trình báo sự việc. Tối cùng ngày, đại diện truyền thông hãng Go Jin xác nhận đã bắt được sự việc. Hiện chúng tôi đang xác minh, phối hợp với cơ quan tính năng làm rõ. Go Jin cũng đã liên hệ được khách hàng để bắt cụ thể sự việc và sẽ thông tin đến báo chí.